Yuseong Regis, nữ idol siêu vòng 1, bị Kanye ném đá vì giống Jennie Blackpink. Gần đây, nhóm nhạc Regis nổi lên như một hiện tượng của K-pop, vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn với bản hit Running. Từ nhóm nhạc đứng trên bờ vực tan rã, Regis đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành cái tên được người người, nhà nhà yêu mến. Trong đó, thành viên Yuseong đặc biệt được công chúng yêu thích vì sở hữu đôi mắt cười tươi tắn và vóc dáng vô cùng gợi cảm. Thế nhưng mới đây, mỹ nhân sinh năm 1991 đã đăng lên trang cá nhân đoạn clip ngắn, chỉ 2 giây và nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Khoảnh khắc Yuseong lộ má bánh bao tròn xoe khi nhai thức ăn đã khiến dân tình xỉu lên xỉu xuống vì quá đáng yêu. Cùng với đôi mắt cười tươi tắn, diện mạo vừa dễ thương vừa sexy của thành viên Regis khiến các fan đổ gục. Tuy nhiên, một bộ phận fan Blackpink lại cho rằng Yuseong đang bắt chước Jennie để nổi tiếng. Từ lâu, thành viên Blackpink cũng có biệt danh bánh bao do khoảnh khắc lộ má đáng yêu giống Yuseong. Tuy nhiên, suy cho cùng thì Jennie không phải là người duy nhất có má bánh bao trong showbiz và mỗi cô gái đều đẹp theo cách riêng của họ nên việc so sánh hoàn toàn là điều không cần thiết. Regis là nhóm nữ 15 tuổi nhưng không mấy nổi tiếng ở K-pop. Vào thời điểm nhóm chuẩn bị tan rã, ca khúc Rolling của nhóm đã ra mắt từ lâu, bất ngờ trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc, thậm chí còn đứng đầu tất cả những bảng xếp hạng lớn nhỏ. Ca khúc đã giúp hồi sinh Regis, công chúng bắt đầu chú ý đến tài năng, nhan sắc của các thành viên và nổi bật nhất nhì nhóm đó chính là Yuseong. Yuseong sinh năm 1991 là visual của Regis, cô gia nhập vào nhóm năm 2015. Nữ idol 30 tuổi nổi tiếng với thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn. Nụ cười tít mắt cực đáng yêu của Yuseong đặc biệt sáng sân khấu và hút fan khi cô trình diễn. Đáng chú ý hơn cả, Yuseong sở hữu thân hình gợi cảm, vòng một khủng đến mức nhức mắt. Cô nàng này từng khiến xứ Hàn dậy sóng với bộ ảnh tạp chí người lớn khoe tròn siêu vòng 1 sexy. Yuseong từng tham gia chương trình cứu vớt thần tượng từ Junix nhưng không được debut. Sau bao năm nỗ lực, cố gắng, các cô gái Regis đã được nhiều người biết tới và gặt hái vô số thành công. Cách đây không lâu, Regis còn đè bẹp luôn cả màn solo của thành viên nhóm nhạc hàng đầu K-pop Rose Blackpink.